Hello cả nhà. Hôm nay mấy anh em có ngày lễ nghỉ đi lên vườn farm dâu coi thực tế hơn. Hồi đó giờ thấy ăn trong hộp trong dĩ thôi chứ. Còn bây giờ kỳ này là bây giờ là mình lên đây ngay cái farm của người bạn á. Ta trồng dâu nè, dâu này ta trồng dưới đất nè. Đó. Này mấy anh chị em đi chơi nè, coi đúng không? Coi người ta hái dâu nè. Wow, cái này chơi lớn Thấy vậy thấy 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 hái dâu chưa? Hello em. Đó. Khỏe không? Anh đừng đuổi việc em nha. Không dám. Bà chủ á. Đó, áo đỏ cũng là chủ đó. Rồi, thấy không? Thấy dâu nè. Dâu đã, nhìn thấy dâu dễ thương. Quá ngon luôn. À. Ôi ôi nhìn thấy mê mê nè mấy bạn. Quá trời luôn Tùng, trái quá trời luôn nè. Thực tế, mình rất là thực tế nè. Đẹp không, đẹp không? Đó. Dâu nè, ngọt lắm mà. Cái trình này ngon quá nè, trời ơi. Cái cảnh thực tế. Cái này là trồng nè. Trồng cũng này số lượng này cũng chưa có lớn lắm nhưng mà người ta trồng đây là một khu thôi. Đã có nhiều khu á, ở trên kia là đằng kia là nó trên chậu. Đó, trên kia là nó cũng có. Đó, cũng đang hái trên chậu. Còn đây là dưới đây là đất mà cái này là cũng từ ta hái đã thu hoạch từ hồi tháng 5 tới giờ đó, bây giờ cũng là đã 3 tháng rồi mà mỗi một ký dâu á tại farm á người ta đã bán hiện tại 10 đồng, bán ra ngoài cũng là ít nhất phải 18-20 đồng. Đó. Mình thấy bạc ngàn hơn, rất là ngọt. Và mẹ ở trên cái vùng Campuchia của thành phố Brisbane thuộc bang Queensland. Có cô bạn gái này phải xin hái dâu nè. Ok, đi tay. Sao mày đẩy tiếp nó Tùng. Anh chạy xuống nói số 5. Số 5 là anh Hải hái xanh. Hái xanh là bữa nay cũng không có xếp được xếp tình luôn đó. Đi lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Hái mà hái xanh mà không đúng trật là lần sau không có lần sau hái đâu nha. Đừng có giật. Được hả? Không có giật. Không. Bẻ ngang á. Nè nè, không vậy nè. Vô tay vậy vậy nè, thấy không? Lòi ngang nha. Vô tay nó. Cái tay gì hái được. Đúng rồi, được chị. Đừng cứ nắm cái tay cái chị vô đó chị nhìn cái tay dấu. Cái chị là nó xè nó gì nó dấu. Ừ, hái này là phải cắt hết móng tay chứ để chứ để móng tay mà nó dính vô trái dâu dính động luôn cái chết luôn. Cái nhỏ này chứ về gã bán cho mấy thằng đại gia Việt Nam cho rồi anh Tùng chứ chứ. Ừ. Nó đi hái. Hái dâu kiểu này hái không đợi người ta là ăn sản phẩm. Không biết. Không, tụi em không phải đi xét dâu đó, đầu mùa là thợ hái lần trước em đi lần sau từng luống luôn á. Là hái không cho sót á. Tại nó sót là trái nào là mất một đô, đầu mùa là một đô một trái dâu. Cái đó tiền nó hành nó giếng. Cái gì cũng vậy phải có học hỏi. Còn bây giờ hả là cái này hái thịt chưa? Chưa. Phải đỏ. Với lại chị hái về nhà ăn chị hái 70% cũng được chị Nguyên, để nó chín lần lần á. Đi bạn ơi đi. Ủa, chắc phải cần phải hỗ trợ mã lực thứ hai quá. Hái sót quá rồi sót luôn nè. Trời ơi. Cái đó không được qua. Qua bên đó mà bảo. Chị hay đúng rồi, chị có hái. Bên này là sót nè. Dạ. Hái hai bên luôn chứ. Hái hai bên. Chơm bên kia một chút xíu.
nữa. Dạ, qua bên kia nữa. Này lo đẩy xe không, không lo hái mà lo đẩy không. Đẩy xe xong. Đó, được rồi đấy. Có nghĩa là phải biết cái thế. Từ từ người ta biết. Ngọt lắm bà ơi. Dâu này ngọt. Sống hả? Dưa thì không có thót mình đâu nha. Ok các bạn.